Mình là Tuấn Anh, năm nay 31 tuổi. Mình bắt đầu nhìn răng từ cách đây khoảng hơn 2 năm một chút, khoảng tầm tháng 11, tháng 12 gì đó, của năm 2021, 2020, khoảng 2021, à đâu, khoảng 2020. Mình bắt đầu nhìn răng nó khá là muộn, vì vậy nên mình tìm thấy giải pháp đó là Invi. Mình tình cờ được biết tới Nha Khoa Minh Châu qua Facebook. Đầu tiên thì cũng không phải là liền đâu, đó là một ca nhổ răng khôn từ những năm khoảng 2019. Lúc đó thì đã được đội ngũ bác sĩ ở đây tư vấn đó là nhìn răng, nhưng mà do công việc quá bận rộn thành ra là mình cũng không bố trí được thời gian, và cũng một phần là do sợ đau đớn nữa. Thì phải quyết tâm lắm thì đến cuối năm 2021 thì mình mới có thể bắt đầu, 2020 chứ quên mất, thì mình mới có thể là bắt đầu làm. Lúc đó thì bạn Thành là người bác sĩ Thành đó là người đã tiến hành ca niềng răng của mình. Thì trong thời gian niềng răng thì nó cũng có khá nhiều vấn đề. Thời gian tệ nhất có lẽ là thời gian lúc đầu, khi mà bắt đầu từ việc nhổ răng cho tới việc đeo những khay Invi đầu tiên. Nhưng cũng chỉ khoảng một vài tháng đầu thôi, từ sau thì mọi việc nó cũng sẽ dần ổn hơn. Đến thời điểm hiện tại là cái ngày hôm nay là ngày 19 tháng 3 năm 2023, ca của mình như bác sĩ nói là đã có thể kết thúc. Mình cảm thấy khá là vui. Xin gửi lời cảm ơn đến đội ngũ của Nha Khoa Minh Châu và bác sĩ Thành đã giúp mình có được một nụ cười trọn vẹn. Cảm ơn.